Người phụ nữ này là phó cục trưởng của một cục quản lý bí ẩn, bà vừa mới rời khỏi văn phòng công ty xong thì nhận được một thông báo, nội dung là trong lúc bà không có mặt ở đó có người đã lẻn vào phòng làm việc của bà. Chuyện này khiến phó cục trưởng lập tức cảm thấy bất an, vậy nên bà vội vã trở về phòng làm việc kiểm tra xem, Seha đang ở trong phòng bà lén lút lục lọi tài liệu thì bị phó cục trưởng quay lại bắt ngay tại trận. Phó cục trưởng nhìn anh không nói gì cả, Seha vô cùng bình tĩnh nói rằng, anh chỉ giúp bà đổ rác rồi tiện thể rửa luôn bình nước cho bà mà thôi. Rất rõ ràng, phó cục trưởng không tin lời của Seha, lập tức kiểm tra hình ảnh camera phát hiện ra những lời Seha nói đều là thật, nhưng phó cục trưởng không hề nghĩ đến là bình nước của mình đã bị Seha mang đi mất rồi và Seha đã lấy được dấu vân tay của bà lập tức đến gặp mặt thám tử Cebayeok. Anh muốn nhờ Cebayeok giúp mình lấy dấu vân tay trên bình nước, nhưng Cebayeok là một thám tử nên đương nhiên cô không chịu giúp đỡ. Cebayeok nói rằng tự ý sử dụng thiết bị của cảnh sát là hành vi phạm pháp. Seha vội vã giải thích rằng anh làm như vậy chỉ là vì muốn lấy được tư liệu của người bí ẩn, mà tất cả những tài liệu có liên quan đến người đó đều bị cục quản lý coi là tài liệu bí mật và lưu trữ ở tầng số 13, nhưng tầng 13 chỉ có ba vị lãnh đạo cấp cao mới có quyền ra vào, một trong số đó chính là phó cục trưởng. Vậy nên bắt buộc phải dùng dấu vân tay của phó cục trưởng để vào phòng. Nghe đến đây, C -C người luôn muốn bắt được bóng ma, cuối cùng cũng đồng ý hợp tác với Seha. Seha cũng vui vẻ đồng ý sẽ chia sẻ tài liệu liên quan đến bóng ma cho cô. Qua một lúc sau, Sebaliok thành công lấy được một tờ giấy có dấu vân tay rất rõ ràng, còn chế tạo cho anh một cái găng tay có dấu vân tay y như vậy và dùng keo dán nó vào lòng bàn tay của Seha. Rất nhanh, Seha mang theo găng tay có dấu vân tay của sếp đi đến cục quản lý. Anh thử đặt tay vào khu vực giám định, không ngờ rằng anh thành công mở được quyền đi lên tầng 13. Seha đã đợi ngày này 24 năm rồi, anh kích động đến mức khóe mắt rưng rưng lệ. Cứ như vậy, anh dựa vào những hình ảnh trong trí nhớ mà trước đó anh đột nhập vào camera của cục. Rất nhanh anh đã tìm được căn phòng cất giữ hồ sơ có liên quan đến bóng ma. Một lần nữa anh sử dụng găng tay có dấu vân tay để đi vào phòng và tìm được tài liệu liên quan đến bóng ma vào năm 1997, dùng điện thoại để sao chép toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng, sau khi anh quay lại thang máy c đi ăn trộm nên cảm thấy chột dạ, anh hít thở thật sâu để giảm bớt sự căng thẳng của bản thân, sau đó, anh đi thẳng một mạch đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vừa lên xe anh liền đạp chân ga nhanh chóng rời đi, sau đó anh lái xe đến nơi hẻo lánh ở ngay gần đó, anh lấy ra laptop và bắt đầu cào phím, lợi dụng chương trình điều khiển từ xa để kết nối tới máy tính ở nhà, thành công hack vào hệ thống camera giám sát của cục quản lý, sau đó, chỉ thấy đôi tay của anh lướt nhanh trên bàn phím như đang chơi đàn piano vậy, đem những hình ảnh trong camera của phó cục trưởng, cắt dán thay thế vào hình ảnh lúc nãy anh đi vào tầng thứ 13 đúng vào lúc anh định thay đổi hình ảnh của chiếc camera cuối cùng thì bảo vệ của hệ thống camera phát hiện ra điều bất thường vậy nên anh ta bắt đầu kiểm tra hình ảnh của từng chiếc camera một ch cũng nhanh chóng thực hiện đổi hình ảnh dưới sự hối thúc của đạo diễn vào thời khắc mấu chốt cuối cùng anh thành công thay đổi được hình ảnh của chiếc camera cuối cùng cứ như vậy trong lúc thần không biết quỷ không hay cuối cùng anh cũng lấy được tài liệu liên quan đến bóng ma Người đàn ông này chờ đợi ngày hôm nay đã 24 năm rồi, anh vội vã nhấp vào mở tập tài liệu mà trước đó đã sao chép được, nhìn thấy hình ảnh của ngày 18 tháng 5 năm 1997, hình ảnh bố của mình bị bóng ma đột nhiên xuất hiện và giết chết, cùng với hình ảnh sau này pháp y kiểm tra thi thể của bố anh, lúc này nước mắt của Seha đã trào ra khỏi khóe mắt, anh thực sự không nhẫn tâm xem tiếp, sau đó anh mở một tập tài liệu khác, phát hiện bên trong đó cũng là ngày 18 tháng 5 năm 1997, cùng một khoảng thời gian, bóng ma xuất hiện trong phòng thí nghiệm của các quốc gia khác nhau, là hình ảnh nó ngồi trước máy tính làm gì đó, trong tập tài liệu cuối cùng chính là đạn ghi âm cảnh sát thẩm vấn nhân chứng của vụ án một trong số đó chính là bảo vệ của hệ thống camera còn một người khác chính là sếp của ch phó cục trường hóa ra bà cũng là nhân chứng nhìn thấy bố của anh bị giết nhưng ch không tin những lời mà bọn họ nói anh cảm thấy những người này đã che giấu sự thật vậy nên anh lại đi gặp thám tử dung sebayev và mở những tài liệu ở trong máy tính cho cô xem hai người cùng nhau phân tích hình ảnh trong các đoạn video ch nghiêm túc nói rằng vào 8 giờ 58 phút đến 9 giờ 5 phút tối ngày 18 tháng 5 năm 1997, bóng ma chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi đồng thời xuất hiện ở bảy quốc gia, hơn nữa còn tàn nhẫn giết chết một người. Cebayok kinh ngạc nói chuyện này không thể nào xảy ra được. Kim Seha không nói cho cô biết người chết chính là bố của anh, mà anh tiếp tục hỏi Cebayok, trước đây bóng ma từng biến mất ở trước mặt cô, và bóng ma ở trong video có phải là một hay không? Cebayok nói hình như đúng là một người. Hơn nữa cô còn nói ra một chuyện rất kỳ lạ, cô cũng bị bóng ma đó dùng một loại vũ khí bí ẩn tấn công, nhưng trên tay cô chỉ để lại vết sẹo do bị đốt, chứ không hề cảm thấy đau đớn. Sau đó, Cebayok lại hỏi Seha Tại sao bóng ma lại xuất hiện ở trong viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm của các quốc gia chứ? Seha CH vô cùng nghiêm túc nói với cô, bóng ma làm vậy là để thiết kế mạng lưới phòng ngự, vậy nên mới ở trong khoảng thời gian đó, đồng thời xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm của các nước, cô chính là người đầu tiên sử dụng từ trường để tạo nên một lớp vỏ ngoài bảo vệ trái đất, giúp con người chống lại cơn gió mặt trời năm 1997 và năm 2005, có thể nói một cách khiêm tốn là, cô chính là người đã giải cứu cả trái đất và cả loài người, càng khiến cho bọn họ không thể nào hiểu nổi là Bố của Kim Seha chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh của cục quản lý mà thôi, vậy tại sao bóng ma lại giết hại một người dọn vệ sinh cơ chứ? Lẽ nào, nhân viên dọn vệ sinh đã cản trở không cho cô tạo ra hệ thống phòng ngự? Còn nữa, tại sao bóng ma đã biến mất 24 năm qua, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn giúp đỡ tội phạm giết người chạy trốn hàng loạt những câu hỏi khiến cho họ phải đau đầu mà ngay vào lúc này bóng ma ấy đang cầm súng bắn tỉa đứng ở trên tầng thương quan sát hung thủ đang đi đến chỗ ẩn náu còn những thám tử trong đội tìm kiếm đặc biệt sớm đã bố trí thiên la địa võng đang chờ đợi hung thủ xuất hiện đây là một tên tội phạm giết người đang bị cảnh sát truy nã nhưng anh ta vẫn to gan quay trở về nơi ở trước đây của mình hóa ra hung thủ đã đi vào bước đường cùng anh nghĩ đến trong túi còn có một chút tiền anh giấu ở đó vậy nên mới mạo hiểm như thế anh còn chuẩn bị rất chu toàn trong túi còn có bánh mì để ăn hung thủ vẫn đang mải mê ăn bánh mì mà không hay biết là mình đã bị đội tìm kiếm đặc biệt bao vây còn bị giám sát từng hành động cử chỉ lúc này bà cô mở quán ăn ở dưới lầu đột nhiên nghe thấy phía sau vườn chuyển đến tiếng động lạ bà không biết là tò mò quá sẽ chết người nên chầm chậm mở cửa ra xem bà nhìn thấy hung thủ đang ở sau vườn bà sợ chết khiếp định đóng cửa lại nhưng hung thủ nhanh chóng lao đến nắm lấy nắm đấm cửa và đút chân vào trong khe cửa hung thủ sợ rằng bà sẽ lo chuyện bao đồng nên chỉ muốn cảnh cáo bà nhưng vào lúc hai người đang rằng co Hung thủ nhìn thấy danh thiếp mà Sebaeus để lại, anh tuyệt vọng đến tột cùng nên đột nhiên nổi lên ý định giết người, mà đội tìm kiếm đặc biệt đang quan sát mọi chuyện, vẫn đang chờ đợi bóng ma xuất hiện. Thấy hung thủ chuẩn bị cưỡng ép bà để vào trong nhà, cuối cùng họ cũng hạ lệnh bắt lấy tên hung thủ. Khi đội tìm kiếm đặc biệt đến nơi, hung thủ lập tức chạy trốn. Anh ở trong ngõ nhỏ đụng phải thám tử đang đuổi bắt mình. Hai người ôm lấy nhau lăn lộn dưới đất, thám tử trong lúc đánh lộn vẫn không quên gắn định vị lên người của hung thủ. Hung thủ đứng dậy trước vội nhặt lấy viên gạch, đi lên đập thẳng vào đầu thám tử, xém nữa đã đập chết anh chàng thám tử. Sau đó chạy một mạch đến trạm tàu điện ngầm các thám tử cũng đuổi theo đến tận trạm tàu điện lúc này tàu điện ngầm cũng vừa đi đến trạm này sau đó hung thủ thuận lợi đi lên trên tàu điện che lấn giữa dòng người đi đến trước cửa tàu thành viên của đội tìm kiếm đặc biệt bám sát theo sau bao vây hung thủ trong tầm mắt của bọn họ nhìn hung thủ đang gần ngay trước mắt đội tìm kiếm đặc biệt vẫn không ra tay mà họ nhận được hình ảnh của bóng ma cô mới là mục tiêu chính trong hành động lần này đột nhiên có một cô gái ăn mặc giống y như vậy đi ngang qua cô dừng bước lại ngay bên cạnh hung thủ nhưng lúc này tàu điện ngầm đang vào trạm đội tìm kiếm đặc biệt cũng nghiêm túc đợi thời cơ đợi sau khi tàu dừng lại sẽ tiến hành bắt người nhưng đợi đến lúc tàu điện ngầm mở cửa hung thủ lại nhân cơ hội cửa mở chạy mất mà cô gái đó cũng không phải là bóng ma Hung thủ vẫn điên cuồng chạy về phía trước, lúc này, đội trưởng đến trước để bao vây bắt giữ tên sát thủ, còn những người khác đuổi theo phía sau, khi bọn họ chuẩn bị tóm được hung thủ, thì đạo diễn đột nhiên nhấn nút tạm ngừng, thời gian bị đảo ngược, hung thủ lại quay lại 5 phút trước ở trên tàu điện ngầm, anh lại giống như lúc nãy đi đến cửa xuống của tàu điện ngầm, khi anh phát hiện có điều bất thường quay người lại, anh nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn đó, chỉ thấy cô không nhiều lời nắm lấy túi của hung thủ, tìm ra máy định vị rồi đưa cho anh xem, sau đó lại tìm trong quần áo cũng có máy định vị, lột đồ của anh ra tức giận ném xuống đất, thấy bóng ma bí ẩn ở trước mặt, hung thủ ngơ ngác đứng im tại chỗ anh biết bóng ma này vào lúc anh gặp nguy hiểm đã nhiều lần cứu anh vậy nên anh không hề phòng bị mà đi theo cô lúc này đội tìm kiếm đặc biệt cũng nhìn thấy định vị ở dưới đất mà hung thủ cứ đi theo bóng ma đến một đường hầm cứ đi mãi như thế một cánh cửa sắt từ trên trời rơi xuống xém nữa khiến cho hung thủ sợ chết khiếp đợi anh quay đầu lại mới phát hiện bóng ma ấy đã nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài cửa sắt còn hung thủ lúc này mới phát hiện mình bị nhốt lại bóng ma vẫn cứ thờ ơ ngồi ở trên ghế còn lấy ra đồ ăn vặt và nước ngọt đã chuẩn bị từ trước bắt đầu ăn uống như không có chuyện gì hung thủ giống như phát điên gào thét bảo cô thả anh ta ra ở đây là tầng hầm phòng không cho dù hết sách cổ họng cũng không có ai nghe thấy xem ra bóng ma này lại có suy nghĩ của riêng nó đăng ký kênh của tôi để tiếp tục đón xem tập tiếp theo nhé